Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là gioăng mặt máy của Forman Mondeo 2.0 2004. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm gioăng thép anh em nhé. Đây, đó, hàng liên doanh cao cấp, anh em nhìn nó chất không ạ? Đấy. Đây cái mã sản phẩm của nó đây ạ, 1373069 này, đó. Mondeo. Đó. Cái dòng mặt máy thì quy cách đóng gói của nó thì cũng mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng trong một bìa như thế này đó. Thì anh em mà có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.